chào cả nhà. Hôm nay là mình sẽ đi mua sắm, thì mình mua được cái gì ngày hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau đây ha. Bây giờ mời cả nhà đi theo mình nha. Đi con. Đi vô với mẹ. Vô với mẹ. Thôi phải đi chậm nhỏ. Rồi, sau một giờ đi như trên này, họ không cho quay phim nhiều thì đã nhớ được rồi. Đi với con sen thì tụi mình sẽ tập hợp với mọi người sau nha. Sắp sửa có một cái chuyến tập hợp cực kỳ thú vị. Bây giờ mình đi lên trên cái khấu. Bây giờ cả nhà mình sau khi đi mua sắm rồi, bây giờ mình sẽ vô đây để mình đi cùng với lại Phương để vào mua điện thoại ha. Cái này là cái gì, màu gì vậy? Nó màu này là hot nè. Ừ. Em thấy màu đen đẹp hơn không? Rồi sao có bao nhiêu khoảng? Anh ấy tư vấn là một cái loại 64GB là khoảng 1.000 mấy. Một cái loại 256GB là 1.000 ba. Một cái loại 500 mấy GB là 1.500. 200 mấy là 500 mấy. 256GB. Chồng mình kêu lấy cái mức cao nhất là khoảng 1.000, gần 1.500. Em nói no, 256GB xài đủ rồi. Mình lấy 256GB. Vậy là bây giờ đang đợi phải không? Giờ đang đợi là lấy hàng phải không? Nào vui, nhà mới vui lắm không? Hả? Nhà mới vui. Về nhà. Về nhà đồng hồ. Đang gửi lấy ra. Nghe mày nói là có một loại là nghe xin, cà xin. Anh ra bao lâu nữa được cái đó? Còn ở đây nhau biết có phải gì không? Tự nhiên tôi thấy nó tới thu thế đâu. Ủa sao mày quên, xin lỗi nãy giờ tại vì mình đeo kính đen cho nên mình không thấy. Ngày hôm nay là ba chị em mình tiếp tục đi shopping và ngày hôm nay là mình đi đâu, mình sẽ đi đâu? Waikele. Rồi Waikele là cái gì? Outlet shopping mall hả, hiểu chưa? Rồi cho thấy mặt photographer và youtuber cái đi. Youtuber woman ở dưới, ở trên thì hello tài xế. Người đồng hành trong chiếc quay phim của mình coi như là Uber driver cũng phải bị bận đồ giống nhau luôn. Bị phải bị ép luôn. Hello mình luôn. Hello mình luôn. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà đi theo mình đi shopping ngày hôm nay nha. Hy vọng là sẽ có những cái thước phim cho tất cả các bạn xem cuộc hành trình của mình trong chuyến đi Hawaii này nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn vài phút nữa. Oh yeah. lên rồi được rồi đó. Xin chào, rồi bây giờ mình sẽ mời cả nhà đi theo mình để mà đi shopping nha. Rồi bây giờ ủa đi đâu vậy? Đây là cái store đầu tiên là mình đi vào là Michael Kors các bạn. Đó, đây là Michael Kors ha. Cái gì vậy? Nó khổ.
dám được. Mà khéo quá dám dám được. Nó còn quay lại nữa. Hả? Còn biết quay lại nữa. Trời đau quá. Bây giờ sao xuống? Tổ xuống. Bữa nay hả chứ cao bị cái vụ kia. Coi ước quần thôi à, có ăn coi coi. Ok cái nữa nè, chỉ vô luôn á. Tụt ta đang tụt rồi, ra cho Phương tắm coi. Từ từ Phương, từ từ ta đang tụt hai tuần trước em đang bị tụt dốc. Có gì lưỡi hả? Chụp đi. Cười xong đi. Chứ lên cười sao chụp được. Nó đâu có muốn cười mà cười. Dạ.